thằng đấy để in lại đấy chưa? Đâu? Thằng đấy. Cái đấy để còn quần mà bên kia bỏ riêng, bên này bỏ riêng hay là cùng đấy? Quần. Quần riêng, hình riêng. Hình riêng hay hình gì khác? Hình cùng đây cũng thế. Hả bác? Rồi. Quần đây hình cùng bên này. Cuối cùng nhé. Bên này nó chỉ có từng này thôi, còn bên kia này em đã bên kia là em chả biết rồi. Quần nhà một món. Thế. Bây giờ để lấn ra nhá. Thế là bây giờ giải quả quần hai cái này đi. Cái này một bó cả cái này đựng cái này. Bây giờ in tiếp nó vẫn của nó. Trên bàn chứ cô thu hoàng không buộc không ạ? Chưa còn sắp ở dưới đất đây nữa. Cái gì? Sắp chưa hả? Buộc là cả khung của nó ấy đi. Ừ. Buộc cả đúng không ạ? Tôi phải giặt cái này. Được rồi, không ở tuần này rồi, là chảy rồi đấy. Bên này ở xuân đây này, cuối cùng à ở xuân đây này. Mày qua tuần. Ông mày cũng nghi rồi. Nghi rồi, phải hỏi, nghi được không? Lúc nói xem là có biết phải rồi chảy. Phải
đây là bác ơi. Bây giờ còn mẫu màu hồng. À cái đấy, cái đấy thì trái đấy. Bàn nào bàn bàn mấy đứa mua một bàn này cả bàn đấy thì hai bàn cái đống rút ở bàn này đây mang cái đây ở đâu vâng là bàn một đây ra mắt cho mang xem nữa còn cái bàn cái in nó ở bờ chỗ nào cái đĩa này nhiêu vẫn còn có này. Ừ. Đúng đấy có cái đấy. Đấy là nguyên một sấp của nó còn sấp kia hết rồi. Ôi, in lại mà chưa mà nhắc lên. Rồi. Cái kia hình của nó là in thường chữ quần in thường hay nổi. In nổi. Thôi in thường mẹ ăn hết nữa. Ô, tại sao lại áo in nổi còn in thường? Áo nào in nổi? Áo đâu in mấy màu nữa? Áo đâu in thường, in thường. Đang nhìn bảo là áo, áo in thường thì còn in thường. Có làm hai chữ. Chia đầu ra 12 bó nhưng mà xin không có cân. Xong nặng quá. Thôi đi. Cái này được rồi Trương ơi. Đằng trước 2 bó nữa, đây 1 bó rồi thì tôi đi luôn đây đây. Này vào cái chốc đi lại nhẹ nhẹ quá thì khó. Chứ nặng chứ nhẹ nó khó. Hai bạn cơ mà. Nhìn đây phải để riêng ra. Nhưng mà cái bàn này là bỏ lại 2 bó. Hai bó thì in chưa xong thì trả để lại mang cả nó chữ. Cái bu bàn này là bao nhiêu bó? Bàn này trả 5 bó. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bạn ra. Thank you.
không đi. Chú nó quậy à? Mẹ Đức mở lại nhà. Chú nó quay đúng không? Chú cho nhà đang đưa đi chú. Chú nhà đang đưa xuống. Cắt về tháng đầu đấy. Cắt về tháng đầu đấy. Cắt về tháng đầu kiếm luôn. Quay gì? Quay 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 bị ngạn này hay quay cái gì? Trường đây, Trường cho Trường nó sang đây. Nó đau chân rồi mình nó lấy em trắng hay cái gì thì lấy cho trắng rồi, cho trắng rồi cuối cùng. Trả con bỏ hết rồi. Lấy một bó đấy, in một màu. In hình con gấu. Cái này kiếm dây nhá. Dây này còn cái dây này nữa. Thế trắng hết rồi. Thế đâu bác bảo là con Dũng, bác phải trải cái này đi. Đây, trải bên này sang, đấy. Đây gì, hàng đây gì? In trắng. Hàng đây gì? Ừ. Không phải để lại một gì được, trải hết. Cái trong cuối đấy, trải cuối, cầm trải khô sang bên sườn đấy. Còn in bạ hóa. In quà áo, in kem, mày còn in kem. Từ từ nhá. Thấy chưa ngươi, từ từ in kem ra rồi. Cái con gấu kia cơ mà. Ô phải 53 hay năm mấy nhỉ? Bên trên này nó còn một à, 55. Mình để đi bên kia nó bay cao. Cho nó trắng đi. In áo nhà Niên. Cho nó trắng. Cho một mé này để in áo nhà Niên. Thế đâu? Hai bạn thấy này bốn màu hay một mé làm sao được? Thế nào? Đi con này đi, cô pin bên này đi. Một người chỉ đạo thôi, mẹ nắm trò quá đấy. Làm cho hết nhà Hiên này đi, xong rồi làm người khác. Cứ thế loại này thế kìa.
toàn nó gửi mấy áo này đúng không? Mấy áo nó gửi đéo cái gì. Thank you.
Hai bên này nó chung vác đánh dấu dây gì đấy hay là dây đánh dấu từ bao giờ đây?
đấy chẳng hết là đúng. Ừ, chẳng hết, lấy một quán. Cái này, hơi hàng phải bảo nó cái này đã hơi rồi. Không, cái này là như thế này đang lấy mẹ. Móc cái này đã hơi. Không phải lấy nhé, cái nào mà nó con móc nó cũng giống như thế này. Cái nào như đi xấu là để lại hoặc là hỏi có nghe được cái nào mà thấy xấu là chỉ để nó phơi cái nào thì nó khắc khắc người ấy còn lại cái nào khu ấy là tám luôn. Thank you.
Trải bàn này một sấp đen, bàn kia một sấp đen.
đúng là ngàn. Bỏ cả nhà ăn bỏng nhá.